Hội Dòng Mến Thánh Xá Vinh thông báo ngày hội ơn gọi và tuyển sinh năm 2022. Kính thưa quý đức cha, quý tu sĩ, quý phụ huynh và các bạn trẻ, năm nay Hội Dòng Mến Thánh Xá Vinh chúng con không chỉ tuyển sinh như thường lệ mà còn tổ chức thêm ngày hội ơn gọi dành cho các bạn trẻ với độ tuổi từ 15 đến 26 tuổi. Đây là lần đầu tiên Hội Dòng chúng con tổ chức ngày hội ơn gọi này với mong muốn tạo điều kiện cho tất cả các bạn nữ công giáo có cơ hội tìm hiểu và khám phá ơn gọi của mình dù đang ở độ tuổi trung học phổ thông hoặc chưa biết sẽ sống ơn gọi nào hay sẽ gia nhập vào hội dòng nào. Với chủ đề Niềm vui theo Chúa, hy vọng sẽ mang lại nhiều điều bổ ích giúp các bạn trẻ, nhất là những bạn có chí hướng dâng mình cho Chúa trong ơn gọi đời sống thánh hiến, sẽ dễ dàng lắng nghe, phân định và định hướng cho tương lai của mình. Vì vậy, chúng con xin gửi đến quý đức cha, quý tu sĩ, quý phụ huynh và các bạn trẻ thông tin cụ thể như sau. Về ngày hội ơn gọi, thời gian từ 6:30 đến 17:00 ngày 23 tháng 7 năm 2022. Địa điểm: tại nhà mẹ xã Đoài, Hội Dòng Mến Thánh Xá Vinh. Địa chỉ: xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Chương trình ngày hội có những nội dung như sau: gặp gỡ, giao lưu, làm quen với các bạn đến từ nhiều vùng miền, đốt nóng nhiệt huyết và làm bừng cháy sức sống nơi người trẻ, cảm nghiệm và khám phá lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người, dù bạn chọn hướng đi nào trong cuộc đời, khám phá ơn gọi tu trì qua môi trường sống, nếp sinh hoạt, tinh thần và sứ mạng của dòng Mến Thánh Xá Vinh. Cách thức đăng ký và liên hệ: các bạn ghi danh tại cha quản xứ hoặc một vị đại diện và gửi về cho ban tổ chức của Hội Dòng trước ngày 21 tháng 7 năm 2022 theo số điện thoại nữ tu Marta Nguyễn Thị Quế 0367 121 873 và nữ tu Anna Nguyễn Thị Lan Nga 0965 780 222 hoặc qua email thanhtuyetviệnmtgvinh@gmail.com hoặc qua Facebook Thanh Tuyệt Viện Dòng Mến Thánh Xá Vinh. Về việc tuyển sinh, thời gian đợt 1 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2022, đợt 2 từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8 năm 2022. Điều kiện là các bạn nữ công giáo có ước muốn tìm hiểu ơn gọi tu trì trong Hội Dòng Mến Thánh Xá Vinh, tuổi từ 18 đến 26 tuổi, có ý hướng ngay lành, có sức khỏe bình thường, quân bình về tâm lý và tình cảm. Địa điểm: Thanh Tuyệt Viện Mến Thánh Xá Vinh, Gia Hòa. Địa chỉ: khối 8A, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Hình thức dự tuyển: tĩnh tâm, gặp gỡ và khám phá ơn gọi tu trì. Cách thức đăng ký và liên hệ: các bạn có thể đăng ký trực tiếp tại nhà Thanh Tuyệt Viện Gia Hòa hoặc qua số điện thoại, địa chỉ email và Facebook trên. Hội Dòng rất mong muốn và hân hạnh được đón tiếp các bạn đến với Hội Dòng để tìm hiểu và khám phá ơn gọi của mình. Kính xin quý đức cha, quý phụ huynh cổ vũ, khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ tham gia những ngày tìm hiểu để các em khám phá và can đảm đáp lại tiếng gọi dấn thân phục sự Chúa và phục vụ tha nhân. Chúng con xin chân thành cảm ơn.